kênh Quân sự Việt Nam xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn Hồi ký cuốn theo cuộc chiến của tác giả Vũ Quang Đồng qua giọng đọc Hoàng Quân. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Tập 11. Đoàn quân đi khuất, tôi định đứng dậy để bảo anh em đi tiếp thì dù vẫy tay ra hiệu chỉ về phía bên kia đường. Tôi nhìn về hướng đó mà giật mình. Bên đó cách chúng tôi khoảng 50-60 mét, có một người mặc áo cò đang lúi húi như đánh tín hiệu điện đài, là thám báo rồi. Lúc này chúng tôi mới thấy áo cò của anh Tư làm cho phát huy tác dụng. Vì ngồi bất động tựa vào tủ mối, màu áo hòa với cây rừng nên chúng tôi như được tàng hình. Không biết tên địch đến chỗ đó từ bao giờ, tuy nhiên lẽ thường suy diễn, nếu tên địch đến trước ắt là đã phát hiện ra chúng tôi rồi, và nó ở thế chủ động, nhất định chúng tôi đã bị tiêu diệt trước khi nhận ra mình bị nó phát hiện. Ngay cả chúng tôi nếu dù không tinh mắt quan sát thì cũng không thể phát hiện tên địch, suýt nữa thì cả ba anh em chúng tôi mất mạng. Bây giờ xử lý ra sao? Nếu dùng súng bắn tên thám báo thì đơn giản quá, chỉ cần một phát là xong. Nhưng liệu chúng có đồng bạn không? Chúng đang ở đâu? Ta bắn nó xong gây tiếng động, liệu có bị địch bao vây không? Quá nhiều bất lợi. Vì vậy tôi ra hiệu cho Thái và Du phải bình tĩnh và quyết định ba anh em sẽ bắt sống tên thám báo này. Cả Thái và Du đều hiểu ý, gật đầu và chuẩn bị. Hướng Lai Hưng, Lai Khê, bom pháo vẫn gầm gừ, còn ở đây dừng lại trở về vắng lặng vốn có của nó. Đường mòn không có một bóng người, có lẽ vì thế tên thám báo bước ra khỏi chỗ nấp. Đúng là nó quá chủ quan, ngực đeo AK bắn gấp, nó ra dậy đường, ngồi xuống và lấy từ trong bổng ba lô ra một túi đồ ăn, ngừng cơm sấy, hộp cá hình bầu dục là cá thu, gói thịt bỏ viên, gói kẹo và một cái bếp cồn nhỏ, bây giờ còn là bếp mini. Nó để các thứ xuống lớp lá khô rồi lấy bi đông và cái cà inox nghĩ ra, rót nước vào và bật lửa nấu. Mùi cà phê thơm phức, không còn nhầm gì nữa, đúng là thám báo thật rồi. Không thấy tên này gọi ai đến uống cà phê chung, vậy là nó hoạt động một mình, đơn lẻ. Bình thường bọn thám báo vẫn đi theo tổ 2-3 tên, nhưng không hiểu tại sao tên này chỉ có một mình. Từ chỗ Thái đến chỗ tên thám báo là gần nhất, khoảng 30-40 mét. Thái nhẹ nhàng đặt B-40 và 5 quả đạn xuống đất, rồi rút K-54, nhẹ nhàng bật búa. Anh chàng ra hiệu cho chúng tôi biết là đã sẵn sàng. Tôi ra hiệu cho Du cảnh giới, sẵn sàng bắn tên thám báo và tiêu diệt đồng bọn đến chi viện. Du gật đầu hiểu ý. Tôi và Thái cùng bò tới mục tiêu. Đúng lúc tên thám báo đưa cả inox cà phê lên uống thì chúng tôi lao tới. Tên địch cũng nhanh, nó chụp lấy súng, nhưng chưa kịp làm gì thì Du đã cho một loạt AK, băng băng băng, cảnh cáo. Tên thám báo đơ người ra và không dám chống cự. Thái và tôi nhào tới chụp tới tên địch. Nó tuy khỏe nhưng hai chọi một, chẳng chột thì khỏe mà. Mũi dao găm của tôi đâm trúng bắp tay phải của nó, vì vậy tay nó bị vô hiệu và chúng tôi quật tên địch xuống đất. Thái ngồi đè lên người và dí K-54 vào mặt nó, nói: "Im, chống là chết." Tên địch mới tình thế không thể làm gì được nên không dám vùng vẫy nữa. Không hiểu nghĩ thế nào, anh chàng Du bỏ vị trí cảnh giới, chạy tới chỗ chúng tôi hỗ trợ. Rất nhanh, Du rút dây dù ở thắt lưng ra và cùng Thái trói ruột cánh khỉu tên thám báo lại. Còn tôi thì tháo băng đạn, gỡ khẩu súng AK ra khỏi người hắn. Phải công nhận tên thám báo rất khỏe. Đây là cuộc đấu 3 chọi 1, với nó là 1 chọi 3. Chúng tôi loay hoay một lúc mới trói xong tên thám báo. Tên thám báo hoảng loạn vằng lấy van đề, tiếng van xin quấn quýt rất to, như thể kêu đồng bọn đến cứu. Để bịt mồm tên địch, Thái lấy ngay quả lựu đạn mỏ Việt Mỹ cài lên vai tên địch, nhét vào mồm nó. Xong, anh chàng rút con dao găm nóng dố ở cẳng chân ra để cắt dây, lột giày, bắt tên địch phải đi đất. Tiện tay Thái chọc thủng đôi giày rồi vứt luôn vào rừng. Chúng tôi khẩn trương thu dọn chiến trường, tất cả đồ đạc của tên địch được cho vào bổng ba lô của nó. Riêng chiếc điện đài thì anh chàng Thái lấy ngay sẻng của tên thám báo đập nát luôn, sau đó dìm xuống vũng nước ở bên đường và đắp thêm cho nó mấy sẻng đất.
Sở dĩ Thái phải làm thế là do rút kinh nghiệm những lần bắt sống được địch, chúng tôi phải cảnh giác tới tù binh như vậy. Để tên tù binh có mắt không thể nhìn, có tai không thể nghe, anh Trảng Du lấy băng gạc chiến thương bịt mắt tên địch, dùng gạc thuốc nuốt hai lỗ tai, xong rồi mới băng vết thương trên bắp tay nó. Vừa băng cho tên địch, Du vừa chỉ: "Mấy anh nhà mày, đừng có chống cự thì đâu phải ăn nhát dao này, ngu quá." Mũi dao đâm hơi sâu, máu ra nhiều, chắc nó đau lắm. Nhưng có đâm như thế, nó mới mất sức chiến đấu ngay. Nếu không, còn phải vật nhau chán. Sau khi xóa dấu vết, tiêu hủy những thứ không cần thiết, chúng tôi tiếp tục lên đường. Dù rất tù binh đi giữa, chúng tôi cách nhau khoảng 10 đến 15 mét. Do phải dắt cả tiền thám báo, nên tốc độ di chuyển bị chậm lại. Lợi dụng chúng tôi ở xa nhau, tên thám báo liên tục vặn người, uốn éo, gồng mình lên để làm giãn dây chói. Nhưng các điểm buộc đều thắt nút rất chặt. Thỉnh thoảng có một quả đạn pháo xoẹt qua đầu. Chúng tôi thì không phản ứng gì, nhưng tên tù binh thì ngã ngay xuống đất, rồi nó lăn tròn như thể trúng đạn. Không phải nói sợ mà để dây chói nhão lỏng ra. Đem cho nó lăn tròn bao nhiêu vòng thì dây quấn thêm bấy nhiêu vòng như bị bó giỏ. Dây dù dẫn dày, dài hơn 3 mét chứ có phải ngắn đâu. Mệt già phết. Mỗi lần nghỉ chân, chúng tôi đều cho tù binh uống nước. Vừa lấy quả lựu đạn ra khỏi mồm, nó đã la toáng lên rất to. Ngay lập tức, Thái phải bịt mồm nó lại. Giữa rừng, tự nhiên có tiếng người la hét, âm thanh vọng rất xa. Hai tay tên tù binh đã bị trói, giật cánh khuỷu rồi. Thế mà những lúc dừng nghỉ, nó vẫn chọn chỗ ngồi gần một cây to, rồi tranh thủ cọ lấy cọ để vào thân cây, làm dây trói sờn ra. Tiếc là dây dù pháo sáng của Mỹ tuy nhỏ nhưng rất dài, dù có khỏe đến mấy cũng không thể gỡ nổi. Mỗi lần qua suối, chúng tôi lại cho tiền thám báo tắm để cho nó tỉnh táo và một lần kiểm tra các nút buột. Dây dù ngâm nước có thể dễ tháo hơn là để khô, nhưng nếu được thắt nút lại thì càng khó tháo gỡ hơn. Gần 8 năm ở chiến trường, tổ chiến đấu của tôi bắt được hơn 20 tên ngụy, nhưng có lẽ tuyên thám báo này do nhiều mánh lưới để hỏng thoát thân nhất. Gần 1 giờ đêm, chúng tôi mới về đến căn cứ tại Long Nguyên. Rất mệt, nhưng tôi vẫn phải cử Du về nhà đón anh Bảy hơn 4 giờ sáng. Anh Bảy, anh Quý và tổ chiến đấu của Kính mới đến. Anh em mang theo cả gạo, nước và cá hộp đến tiếp tế. Tôi báo cáo lại tình hình, rồi cho cái la bàn và bản đồ cho anh Bảy. Cầm chiến lợi phẩm trên tay, ông anh bảo: "Có hai thứ này quá ngon rồi. Chúng ta không sợ đi sai, lạc đường nữa." Được cởi cái băng bịt mắt ra, tên tù binh, nó thấy nhiều người quá nên càng sợ, không dám la to. Hình như tên tù binh đoán anh Bảy là chỉ huy nên tỏ ra lễ phép. Trời cũng đã bắt đầu sáng, tôi cùng với hai chiến đấu viên của tổ Kính ngồi gác ở cửa hầm. Trong hầm chỉ có 4 người là anh Bảy, anh Quý, tổ trưởng Kính và tên tù binh. Không nghe rõ anh Bảy nói gì, nhưng tôi thấy tên tù binh có vẻ lắng nghe. Nó trả lời đầy đủ những câu hỏi của anh Bảy. Có thể nói là nó ngoan ngoãn khai báo rất rõ ràng. Nó khai tên là Tư Dũng hay là Dõng, 32 tuổi, quê Lai Hưng, cấp bậc thiếu úy, có vợ, một con, nhà ở gần nhà thờ, biệt kích sư năm đóng tại Lai Khê. Nó nói dài lắm, tôi không nhớ hết được. Này xem lại lịch sử sư năm của Việt Nam Cộng Hòa, tôi mới biết có Trung đoàn 7, biệt đội quân báo, đơn vị nổi tiếng về thành tích diệt cộng. Có lẽ tên tù binh ở đơn vị này. Anh Bảy hỏi: "Tại sao gia đình không vào khu gia binh ở?" Tên tù binh đáp: "Do nhà đất của ông bà, cha mẹ từ xưa ở Lai Hưng nên không muốn vào khu gia binh." Tôi nghe đến đoạn này thấy có vẻ gian gian, nhìn mấy anh Bảy ra ngoài để nó suy nghĩ của mình. Anh Bảy cười: "Bộ mày tao tưởng tin nó à? Rất danh mánh. Thôi đi nghỉ đi, tao thấy mày mệt lắm rồi đó." Anh Bảy và anh Quý thay nhau tra hỏi tên tù binh, xoay đi xoay lại, rồi lại xoay đi. Những câu hỏi lòng vòng, ngay đến suốt cả ruột. Tôi ngồi ở cửa hầm bắt đầu thấm mệt và uể oải. Hơn 7 giờ sáng không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ, hai mắt cứ rít lại, nên tôi lẳng lặng về hầm.
Thái và Du cũng đang ngủ say. Trèo lên võng, tôi đánh một giấc. Khi tỉnh dậy, thực ra là Kính đến lay gọi. Thì đến giờ cơm trưa, phía Lai Hưng, Lai Khê, bom đạn vẫn ung hoảng không dứt. Địch vẫn cố cất tràn ngập lãnh thổ. Hẳn là bên ấy đang đánh nhau to. Chúng tôi ăn cơm xong, Tính và Du mới mang cơm cho tên tù binh. Tôi cũng đến hầm xem. Du tháo dây trói rồi đưa cống cơm cho nó ăn. Đói nên tên Ngụy cầm thìa xúc ăn ngấu nghiến. Cống cơm bằng hai suất ăn của chúng tôi mà tên thám báo đã biết veo. Thế là được, nó đã biết là sẽ không bị giết. Tôi ngồi nhìn nó ăn thấy tồi tội. Tên tù binh có khuôn mặt ưa nhìn, người cao ráo, chắc khỏe, da hơi ngăm ngăm. Là lính chọn lựa đặc biệt, chắc đóng bộ sĩ quan võ bị Đà Lạt thì rất oách lắm, gái theo hàng đạn. Nếu hôm qua anh chàng Du nổ súng bắn chết hoặc mũi dao của tôi vô tình thì thôi rồi. Nhưng ngược lại, nếu chúng tôi không nhanh bị nó bắn hạ thì sẽ ra sao? Nếu đấu tay không sòng phẳng, ba thằng sốt rét chúng tôi chưa chắc thắng được nó. Bọn thám báo vẫn được nói đến là tinh thông võ nghệ, vào loại nhất nhì của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nó mà thắng, trở về được, sẽ không quên mang theo chiến tích là ba cái tai của ba lính đặc công chúng tôi. Lúc đó sẽ được tung hô và tha hồ hoành hoang. Trên đài Sài Gòn thường phát một bài hát gì đó có câu: anh trở về bằng chiến công đầy, tình em vẫn chẳng đổi thay. Thật là mỉa mai. Gần 2 giờ chiều, anh Tư cùng với 4 chiến sĩ của phân khu đến và chúng tôi bàn giao tù binh. Tháng 5 năm 1975, tôi trị thương ở quân y Lộc Ninh, vô tình gặp lại anh Cương là một trong 4 người dẫn giải tên thám báo mà chúng tôi bắt được, cũng bị thương nằm điều trị. Anh cho biết, các anh đưa tên tù binh lên Tây Ninh và bàn giao cho quân báo R, tức là quân báo miền, không biết số phận tên thám báo thế nào. Cuối tháng 7 năm 1975, tôi về Lai Khê, ghé thăm Lai Hưng, đến đúng địa chỉ tên thám báo khai, để hỏi thì không ai biết gì về gia đình và tên thám báo. Hỏi mấy người xung quanh nhà thờ Lai Hưng, vì tên thám báo khai, theo đạo Thiên Chúa, cũng không ai biết. Tôi nghĩ có thể người ta cố tình không cho biết, vì mới hòa bình, người dân vùng tạm chiếm vẫn e ngại. Tôi tìm đến trụ sở chính quyền hỏi thì mấy anh địa phương cũng rất nhiệt tình rà soát, nhưng cuối cùng cũng không tìm được. Mất nửa ngày trời, cuối cùng mới nghĩ ra tên thám báo đóng quân ở địa phương lâu rồi nên nó thuộc mọi ngóc ngách địa bàn. Nó đã khai man. Kể ra như thế cũng là gian manh, nhưng bây giờ Ngụy bại trận rồi, còn gì để nói nữa. Đợi cho tổ dẫn giải tù binh đi khuất, chúng tôi khẩn trương ngụy trang căn cứ rồi hành quân về nhà. Buổi tối, anh Bảy triệu tập cuộc họp toàn đơn vị, phổ biến nhiệm vụ mới, chấp hành sự phân công. Tại cuộc họp, tôi xin tiếp tục đi nghiên cứu Lai Hưng, Lai Khê, nhưng anh Bảy không đồng ý, với lý do chúng tôi đã bắt được tên thám báo quan trọng, thế là đủ rồi. Tan họp, tôi sang hầm anh Tư hỏi về chuyện 6 tân binh hy sinh. Anh Tư bần thần một lúc rồi nói: sau khi chúng mày đi Lai Hưng, anh Bảy cho họp đơn vị ngay. Lần đầu tiên tao thấy anh nói như khóc, rằng từ khi đi kháng chiến đến nay, chứng kiến nhiều lớp thanh niên anh em hy sinh, nhưng lần này đau xót nhất. Hồi Mậu Thân năm 1968, đơn vị có hơn 100 người. Sau 32 ngày chiến đấu, chỉ còn gần 30 người. Năm 1969, được bổ sung mấy lần để có hơn 60 người. Cuối năm, chỉ còn gần 20 người. Anh em hy sinh đều là những chiến binh chí cốt, dày dặn kinh nghiệm, đều là dũng sĩ diệt Mỹ, ra vào nội thành như cơm bữa. Có những người theo cách mạng từ năm 1960, có người từ hàng ngũ địch giác ngũ trở về với cách mạng, có những cô, những chị là giao liên, cơ sở nuôi dấu cán bộ, bị lộ mới ra rừng, có cả những sinh viên học sinh. Tổn thất không ít, nhưng khi đó còn Mỹ và cuộc chiến ác liệt quá. Còn bây giờ ta đang ở thế thắng, mất những người học cao, biết rộng, đau xót vô cùng. Anh Tư nói tiếp: nghĩ cũng thương bọn nó, đứa nào cũng chăm đọc sách, lúc rảnh hay bàn chuyện trong mây, trên trời, mơ mộng ở tận đâu đâu ấy.
luyện rèn cũng sáng dạ, hướng dẫn một lần là làm được ngay. Mỗi việc bỏ dép đi chân đất là không quen. Giá mà anh Bảy, anh Quý nghe bọn mình, đội lính cũ với lính mới, để lính cũ kèm cặp thì đâu đến nỗi. Mấy hôm liền, anh Bảy cứ vò đầu bứt tai. Hai tổ trưởng Tâm và Cài đều bị thương nhẹ thì nói, cứ nhắc đến 6 tân binh hy sinh là anh Quý lại khóc. Tôi thì chẳng biết nói thế nào, chiến tranh không bao giờ nhường sự sống cho ai cả. Năm hôm sau, tôi lại đến hầm xin anh Bảy trở lại Lai Hưng, Lai Khê. Anh Bảy nhăn nhó bảo, tao có chuyện định nói với ba, nay mày đến tao nói luôn. Thế rồi anh giơ tấm bản đồ chiến lợi phẩm ra và giảng cho tôi một chập ù tai về chính cuộc và ý đồ tác chiến của trên giao cho đơn vị. Phải công nhận, ông anh lớp 3 giờ hơi mà đọc bản đồ quân sự vành vách. Thực ra anh Bảy là dân đại học văn khoa Sài Gòn xịn, nhưng lúc nào cũng bảo chỉ học giờ lớp 3. Nhìn bản đồ mà chỉ đường đi đối lại từng xã, từng làng, từng ấp. Thế rồi anh diễn giải, dựa vào những vị trí tiết thám báo đánh dấu, anh đã nhờ du kích bến cát xem rồi, toàn là căn cứ của ta, lộ nhiều quá. Anh đã báo cáo lên trên để cho chuyển quân ngay. Địa bàn của chúng ta chỉ có hai điểm là An Điền và Lai Hưng, không rõ ràng. Tại sao vậy? Vì Lai Hưng là nhà thằng thám báo, còn An Điền anh nghĩ không ra. Chẳng nhẽ còn một thằng thám báo nữa? Ba nghĩ sao? Còn nghĩ thế nào nữa? Anh Bảy nói rõ quá rồi còn gì. Nghĩa là anh định điều tôi về An Điền. Thế thôi mà, vòng vo làm chi? Tôi nói, ý anh định thế nào để chúng em thực hiện? Anh Bảy lắc đầu, không phải ý anh mà là ý của cấp trên. Liên lạc vừa đến, công văn đây này. Anh Bảy lấy từ trong túi ngực ra một tờ giấy đưa tôi xem. Đó là một bức thư tay. Trong thư viết cái gì có hai từ đại cục mà tôi không hiểu. Lính mà, công văn thông báo bên anh Sáu Bền cũng đã diệt được hai tên thám báo. C-61 được một tên, C-65 cũng diệt và bắt được hai tên biệt kích. Và nhắc đến An Điền, ở với nhau từ năm 1969, tôi biết tính anh Bảy. Mỗi lần muốn tôi làm cái gì đó là anh lại dẫn dắt để tôi mắc lưới. Chắc lần này cũng vậy. Thấy tôi hơi trầm tư, anh Bảy theo bài cũ hỏi, bà đi An Điền được không? Tôi cười, em đi được, nhưng em cho cả tổ em đi cùng. Anh Bảy lắc đầu, ba chọn ai ở các tổ khác được, chứ thằng Nhiệm, thằng Hữu nên để lại, hai thằng chậm lắm. Tôi cự lại, bọn em hợp nhau rồi, mỗi người một thế mạnh mà anh. Biết tính tôi cứng đầu nên anh Bảy đành chấp nhận. Nhận lệnh chiến đấu xong, tôi về hầm phổ biến nhiệm vụ cho cả tổ. Về địa bàn quen thuộc, ai cũng háo hức. Chúng tôi có 2 ngày chuẩn bị. Trước lúc xuất quân, anh Bảy lại làm thủ tục bắt tay từng chiến đấu viên và nói, đi khỏe nhé, thay vì cho cầu chúc chiến đấu đến cùng của năm 1969-1970. Năm 1969, tôi theo anh Bảy tiêm nhập vào căn cứ Lai Khê. Trước khi đi, hai anh em được anh Năm Ngọc tổ chức lễ xuất quân. Đứng trước lá cờ giải phóng, nửa xanh nửa đỏ, được căng trên bụi le, ở giữa ngôi sao vàng, gắn ảnh Bác Hồ. Chúng tôi lần lượt nắm chặt tay phải, giơ lên ngang đầu, thề chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. Đơn vị lần nào đi trận cũng thực hiện nghi lễ này. Người chiến đấu viên đều cảm giác như có luồng sinh khí, quyết chiến quyết thắng tiếp sức. Chẳng ai nghĩ đi chiến đấu để chết cả, rất lạ. Vì đặc công có nghi lễ xuất quân mà nhiều người hiểu là làm lễ truy điệu, không có lời giải thích rõ ràng. Trong nghi lễ, người chỉ huy còn đến trước mặt các tổ trưởng dặn thêm, đồng chí hãy là người cuối cùng rút khỏi trận địa. Lời dặn chỉ đơn giản vậy thôi. Đầu năm 1971, chui vào bến cát, chúng tôi bị lộ. Anh Tư là người cuối cùng rút ra thì bị trúng đạn, hai viên ép tay R-15 vào đùi, tưởng chết. Đợi mãi không thấy ra nên tôi và Nguyễn Văn Đài, quê Hải Dương, ở với chúng tôi được 8 tháng thì hy sinh, trở lại tìm. Vào đến hang rào thứ hai thì gặp nên lui ra được. Sau khi đưa chiến thương đi khỏi, tôi và Long B-40 quay lại, bò dưới làn đạn địch. Long phụt cho 2 quả đạn,
không biết địch sống chết ra sao, còn chúng tôi chạy thoát. Về đến cứ an toàn, nhưng vẫn bị anh Bảy phê bình vì quá liều, không ai dám cãi. Nhưng trong đầu đều nghĩ, bắn trả địch được 2 phát B-40, nhất định chúng bị rối loạn là cái chắc. Tuổi trẻ bồng bột là vậy, nhưng nói thế thôi, trước sự sống và cái chết, nếu người chỉ huy không ở lại sau cùng, thì các chiến sĩ của mình sẽ nghĩ thế nào? Thời nào cũng vậy, chỉ huy phải gương mẫu, chẳng thứ gì chiến tranh ác liệt. Chiến công tập thể. Trở lại An Điền. Lần này về An Điền, nói là đi săn thám báo. Rõ ràng đây là mò kim đáy biển, đánh đố nhau. Bởi vì ai biết được bọn thám báo ở đâu, hình hài nó thế nào, và nó còn ở An Điền hay không? Nó có một tên hay là một nhóm? Nếu di chuyển, nó sẽ đến đâu? Và tình huống xấu là, liệu chúng ta có bị nó phát hiện ra trước không? Không may trở thành mồi săn của bọn chúng thì làm thế nào? Nhiều tình huống bất trắc sẽ diễn ra, không thể loại trừ, nhưng là lệnh chúng tôi vẫn phải chấp hành. Sau khi vượt qua sông Thị Tính và mất đứt một ngày ẩn nấp tránh địch tuần tra, chúng tôi mới về đến căn cứ cũ An Điền. Hơn 6 tháng không đến ở nên chúng tôi đến cách căn cứ khoảng 200-300 mét. Cả tổ dừng lại chia nhau đi thăm dò xung quanh xem có gì khác không. Tiếp đó Du và anh Diệm vào hầm kiểm tra xem có gì lạ không. Những quả mìn chúng tôi cài cách hầm hơn 100 mét vẫn còn nguyên. Có thể nói căn cứ an toàn. Bây giờ đến đoạn bắt liên lạc với anh Sáu Kiên, không biết đơn vị còn ở chỗ cũ không hay đi đâu rồi. Sáng hôm sau, tôi phân công Thái, anh Diệm và anh Hữu ở lại cứ để đi quan sát tình hình địa bàn, còn tôi và Du tìm đến căn cứ của anh Sáu. Hai anh em đi quá trưa mới đến căn cứ, nhưng nơi đây không có một bóng người. Khoảng rừng sơ xác, cây đổ rạp vì bị xe ủi, hố bom pháo dày đặc, căn cứ tàn hoang. Có cả vết xích xe tăng M48, xe M113. Các căn hầm đều bị sập do bị thuốc nổ phá. Có một vài mảnh quần áo bộ đội miền Bắc còn mới là tươi, nằm rải rác trên mặt đất. Tìm anh Sáu ở đâu bây giờ? Chúng tôi đành quay trở về. Trên đường đi cũng không gặp một ai, thật đáng lo ngại. Trở về căn cứ cũ, liệu có gì bất trắc xảy ra hay không? Mất hơn 3 ngày, tôi và Du mới tìm được đơn vị anh Sáu. Cũng là nhờ anh Hữu nhớ ra đơn vị anh Sáu có mấy căn cứ, nên chúng tôi lần tìm theo mới gặp một tổ chiến đấu đang ở căn cứ phụ giáp với một con đường. Sau này mới biết là đường 7A. Đơn vị anh Sáu đã chuyển sang đất An Tây, cách căn cứ cũ khoảng 4-5 km. Như vậy cả đơn vị anh Sáu bắt đầu dịch chuyển về xuôi, từ xã An Tây về bến cát Thủ Dầu Một và bơi qua sông Sài Gòn sang Củ Chi, cũng gần hơn chúng tôi ở An Điền. Tuy nhiên ở đây không biết có được lâu không, vì khu tam giác sắt gồm An Điền, An Tây, An Phú trống trải quá, đi ban ngày rất dễ lộ, đốt lửa nấu cơm cũng rất cẩn thận. Còn phòng ngự thì khỏi nói, địch chỉ cần dùng pháo xe tăng ngắm bắn vào các khóm cây là thế nào cũng trúng. Biết là tôi lo ngại, anh Sáu nói: "Tao ở đây cũng chỉ là ở tạm thôi, để xem tình hình thế nào đã." Anh Sáu kể, cách đây gần một tháng, hôm ấy thấy triệu chứng địch ở rạch bắp khang khác, cơ sở chạy ra báo tin. Đơn vị vừa truyền được nửa ngày thì địch càn vào, đông lắm. Nếu không quyết định nhanh thì cả đơn vị đã đi tong rồi. Anh Sáu nói tiếp, chúng nó có hơn 2 tiểu đoàn biệt động quân, bộ binh, xe tăng, xe thiết giáp, trực thăng, bom pháo đủ cả. May mắn không có thương vong, nhưng anh em vừa nhận quần áo mới xong chưa kịp mặc đã phải bỏ lại rồi. Vì thế mới có chuyện quân trang của ta bị bộc phá của địch thổi bay tứ tung. Nói vậy thôi, anh em chúng tôi cũng thế, được cấp phát quân trang mới nhưng có ai mặc đâu. Chỉ vì chúng tôi thuộc loại thấp bé nhẹ cân, trong khi quân trang chính quy lại may quá rộng, vải lại dày, nếu lội nước thì không biết đến bao giờ mới khô, nên không thể dùng được, mất cũng không tiếc lắm.
sau khi nghe chúng tôi báo cáo về nhiệm vụ của mình. Anh Sáu rất vui, đêm trực tiếp dẫn chúng tôi đến một căn cứ du kích ở giáp danh hai xã An Tây và An Điền để liên hệ công tác. Đơn vị này có khoảng 20 người, nhưng chỉ có 5 người, 3 nam 2 nữ đang ở nhà. Thấy anh Sáu đến, hai nam du kích chạy ra đón, mừng hơn cả người nhà đi xa về. Một người đàn ông cao to, giọng nói sang sảng, đúng với dáng lực điền Nam Bộ, đứng ở cửa hầm đón anh Sáu. Hai người tay bắt khi hà rất thân thiết. Thì ra anh Sáu rất thân với anh em du kích ở đây. Anh Sáu giới thiệu chúng tôi với họ. Người đàn ông đó chắc nhiều tuổi hơn nên được anh Sáu gọi là anh Năm, chỉ huy đội du kích. Do tiếp xúc quá ít nên tôi không tiện hỏi tên thật anh Năm. Nghe hai anh nói chuyện với nhau, tôi thầm nghĩ, ở khu tam giác sắt này mà vượt qua được bao nhiêu cuộc càn quét và bom đạn không kém đất Củ Chi mà vẫn còn sống đến bây giờ thì các anh quả là những con người quá đặc biệt. Sau khi nghe anh Sáu đặt vấn đề, anh Năm liền gọi một nữ du kích đến và giới thiệu là chị Tư, tên là Thành, phụ trách công tác địch vận, người sẽ giúp chúng tôi truy tìm thám báo. Chị Tư quê ở Hóc Môn, cùng quê anh Bảy Nghiệp, theo cách mạng từ năm 1962, người mảnh dẻ, miền Nam gọi là hơi ốm. Hơn 40 tuổi, tóc dài, búi gọn, chỉ có đôi mắt là buồn. Trước năm 1968, chị Tư bán trái cây dạo ở nội thành Sài Gòn. Đến Mậu Thân thì bị lộ, phải chuyển về Tây Ninh. Năm 1972 trở về An Điền, có thể nói với chúng tôi, chị Tư là một phụ nữ can trường. Vì anh Năm, chị Tư là chỗ anh Sáu tín nhiệm nên tôi báo cáo thẳng mục đích, yêu cầu và nhiệm vụ của chúng tôi trong chuyến công tác này. Sau khi nghe tôi trình bày, anh Năm nói, bọn thám báo hoạt động không có quy luật, địa bàn lại rộng, cũng khó tìm đấy. Chị Tư nói, tháng trước căn cứ anh Sáu bị đánh, chắc cũng do thám báo phát hiện chỉ điểm, chứ người bình thường sao biết được. Anh Sáu nói, nếu là biệt kích thì sẽ nhận biết ngay, nhưng thám báo thì khó, chúng ta lại phải phối hợp chặt chẽ mới diệt được nó. Chúng tôi thì bàn việc, còn anh Chẳng Du thì bắt chuyện với cô du kích đi cùng chị Tư. Cô bé tên Út Hồng, xinh xắn, nhanh nhẹn. Anh Chẳng Du phải bùa nói chuyện cứ khoa chân múa tay. Không biết anh Chẳng Xạo bao hòa những gì mà anh chị mới gặp nhau cứ như quen thân từ lâu lắm rồi. Chị Tư hỏi tôi, chị nghe nói trai Bắc cưng vợ lắm phải không cậu? Tôi lắc đầu cười, em chưa có vợ, không biết thế nào đâu chị ơi. Chị Tư hỏi, ngoài ấy cậu có ai đợi không? Tôi lại lắc đầu, em không, chuyện ấy đợi giải phóng đã chị. Chị Tư cười, nụ cười thông cảm. Mãi đến cuối tháng 7 năm 1975, tôi mới biết Út Hồng là con gái chị Tư. Hai mẹ con vẫn sống đến ngày toàn thắng. Lần gặp ngày ấy, anh Chẳng Du dám đổi khẩu súng AK bắn gấp Liên Xô cho cô bé Út Hồng để lấy khẩu AK Trung Quốc bắn gỗ có lê. Khi bị anh Bảy hỏi thì Du đổi thừa rằng tôi đã đồng ý. Biết làm sao bây giờ, tôi ngậm hòn làm ngọt, nhận là Du có hỏi và tôi đồng ý thật. Nhưng anh Bảy còn quái hơn chúng tôi tưởng. Khi chỉ còn hai anh em với nhau, anh mới nói, nó tự ý đổi chứ mày có cho đâu, tao biết mà. Tôi chỉ cười và trong lòng tự an ủi, dù sao mình cũng làm được một việc tốt. Bài học kiên trì. Sau khi thống nhất kế hoạch, chúng tôi trở về An Điền để đợi. Sau 3 ngày đúng hẹn, tôi cùng Du về khu du kích để nhận thông tin. Thực ra là Du xung phong đi, nhưng trở về anh chẳng báo cáo tin tức, vẫn là con số 0. 3 ngày tiếp đúng hẹn, chúng tôi trở lại khu du kích. Anh em du kích đã đi bám ấp từ rất sớm, chị Tư cho biết. Trung đội có cả anh em khoác áo dân vệ, thanh niên vũ trang, làm trong bộ máy chính quyền ngụy. Nhờ đó tin tức được tình mới tin cậy. Mấy hôm nay không có tin tức hoạt động của bọn biệt kích thám báo. Chị Tư từng hoạt động quân báo nên xếp sắp lực lượng hết sức cẩn trọng. Tin tức chắc chắn không sai. Chị Tư nói với tôi, có lẽ bọn thám báo này là quân chính quy, chúng hoạt động theo quy tắc riêng, dân sự không thể biết được. Có thể đây là một nhóm
cũng có thể chỉ một hai tên hoạt động độc lập. Trở về căn cứ, tôi thông báo tình hình lại với anh em. Anh Hữu buông cho một câu: đặt giả thiết nó cải trang thành bộ đội ta thì sao? Nó sẽ quanh quẩn ở đâu đó thôi. Có lý, tôi như được tỉnh ra. Tôi nói với anh em: đúng là mình ruột ngựa quá, tại sao không nghĩ tới tình huống này nhỉ? Ngay buổi chiều hôm đó, tôi và Du về báo cáo anh Bảy. Nhìn bản đồ, anh Bảy đăm chiều tính toán. Cuối cùng anh bảo: tụi bay đợi tao đi gặp anh em Giao Liên sẽ biết liền. Hơn 2 ngày sau, anh Bảy mới trở về và lại đỡ bản đồ ra chỉ cho chúng tôi đường Giao Liên và những trạm Giao Liên còn an toàn. Anh chàng Du nhanh trí xin tờ giấy viết lại những thông tin anh Bảy cung cấp. Tôi đề xuất ý kiến và được anh Bảy đồng ý là đến gặp đề nghị anh Sáu, anh Năm phối hợp để làm một mẻ lưới, may ra bắt được cá. Ăn cơm trưa xong, chúng tôi trở lại An Điền. Sáng hôm sau, tôi và Du đến căn cứ anh Sáu để xin anh cho người phối hợp. Anh Sáu đồng ý cử tổ chiến đấu do anh Định làm tổ trưởng tham gia. Khu vực An Điền, An Tây và Phú An do đơn vị anh Sáu phụ trách nên anh Định rất thân thuộc địa bàn. Tôi không biết anh quê ở đâu, lần phối hợp trước không thấy có mặt, có lẽ anh mới được chuyển về. Hôm sau, tôi và Du đến khu du kích gặp anh Năm, chị Tư đề nghị giúp đỡ. Được anh chị đồng ý, tôi để anh chàng Du ở lại khu du kích làm Giao Liên, còn một mình trở về An Điền. Về đến cứ thì trời cũng đã tối mịt. Thái và anh Hiếu đi gặp Giao Liên tuyến Long Nguyên, An Điền, Củ Chi, đến nửa đêm mới trở về. Các chỉ huy của ba trạm Giao Liên đều nhất trí phối hợp hành động. Như vậy có thể nói lưới chúng tôi đã giăng xong. 5 ngày tiếp theo, anh Dương, tôi chỉ biết tên gọi vậy, còn quê quán anh ở đâu thì không biết. Trạm Giao Liên An Điền báo tin 5 ngày nữa có đoàn khách về xuôi, trạm sẽ tiếp đón. Tôi để đặt nguyện vọng với chị Tư là muốn đi khảo sát đường Giao Liên để nắm tình hình. Theo nguyên tắc thì không được, nhưng có lẽ vì cả nể nên chị Tư đồng ý. Ngay chiều hôm đó, chị dẫn tôi đến một căn cứ cách khu du kích này khoảng 20 phút đi đường để gặp một nữ Giao Liên. Cô bé tên là Út Liên. Đó là một cô gái nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, phụ trách tuyến đường An Điền, Long Nguyên, khoảng 10 đến 15 km. Cùng chạm với Út Liên còn hai nữ Giao Liên nữa, một chị tên là Sóng và một chị tên là Nam Hạnh, đang dưỡng thương ở căn cứ. Vùng tam giác sắt này có rất nhiều bí mật. Những năm 1965 đến năm 1970, nơi đây bị địch càn quét ác liệt. Không kém Củ Chi, nhưng các trạm Giao Liên vẫn hoạt động. Việc đưa đón bộ đội, cán bộ đi ngược về xuôi vẫn không bị đứt đoạn. Tôi ngỏ lời muốn được đi thăm đường. Cô Giao Liên tên Út đồng ý. Nhưng khi tôi đề xuất ý kiến đi ngay trong đêm thì Út Liên không đồng ý, mà cô bảo là tang tảng sáng mai mới đi, khoảng 4 giờ sáng. Dù sao là kẻ đến nhờ vả nên tôi phải chấp hành. Sau khi thống nhất với Út Liên, tôi trở về Hồng mà trạm bố trí cho nghỉ. Cả đêm không ngủ được, trong đầu sáo rỗng, không hình dung nổi đường Giao Liên ở đây như thế nào. Đi vào ban đêm đúng là không nhìn bao quát được, nhưng an toàn. Đi vào ban ngày có thể quan sát rộng hơn, nhưng rất nguy hiểm bởi sợ tai mắt của địch. Hơn nữa đi ít người, chỉ 3 người, gồm tôi, Du và Út Giao Liên. Tuy gọn nhưng phòng ngự lại hạn chế. Đất An Điền tôi thông thuộc, nhưng từ An Tây về An Điền hơn 3 km thì không biết thế nào. Nếu gặp địch tất nhiên là phải tránh và chạy rồi, còn không chạy được thì tất nhiên là phải đánh trả. Đó là nước cuối cùng của tuyệt vọng. Đúng là chuyến đi này quá mạo hiểm. Nếu như được giao đi đánh một chốt nào đó thì anh em tôi không sợ. Chốt to, chốt nhỏ đều phải điều nghiêng. Chuyện bò vào mở đường, gỡ mìn, cắt rào, dựng lộ tiêu và khi bỏ ra phải đánh dấu trước tiệm nhập để đánh xong thì chui qua đó mà rút cũng quen rồi. Đã vào đến chốt địch thì đảo mắt thật nhanh để phát hiện lỗ châu mai, điểm hỏa lực, tròi quan sát,
đường đi, lối lại, các loại hàng rào chồng chất, khu vực điện đài, phòng thủ của địch. Phải nhớ từng căn nhà, khoảng cách các hỏa điểm để về lập xa bản, lên kế hoạch tác chiến và bố trí lực lượng tham gia. Những việc đó tuy tỉ mỉ nhưng làm nhiều sẽ quen. Ngay cả chuyện đi phục kích, tập kích, làm bẫy mìn, dụ địch ra đánh, chúng tôi cũng không sợ lắm. Không thể chiếm được đất thì đánh quấy rối. Chỉ khoảng 20 phút, cùng lắm là 30 phút đọ súng rồi chạy cho nhanh. Cũng có sao đâu. Nhưng ở đây là một trận đánh mà địch là loại khôn ngoan, giống mình giỏi. Chính vì vậy mọi việc rất tù mù, không biết chúng ẩn nấp ở đâu, khó thật. Đánh biệt kích trong rừng thì không nói làm gì, vì phát hiện được chúng chỉ cần phụt cho 1-2 quả B-40 là ổn. Bắn xe tăng thì cố đợi đến 5-60m bóp cỏ, còn bắn biệt kích thì cứ khoảng 100m. Từ xưa tới nay, trong đơn vị, tổ nào làm nhiệm vụ của tổ ấy, có ai thắc mắc đâu. Còn bây giờ, tự nhiên thủ trưởng lại nhận việc săn thám báo ở trên địa bàn rất rộng, cùng việc đòi hỏi rất công phu. Đúng là quá cả mức, biết đâu mà tìm chứ, không phải là mò kiếm đáy biển. Đúng ra đây là việc của lực lượng an ninh, sao anh bảy lại nhận lời, quái oăm khó chịu thật. Ai cũng biết những tên thám báo rất khôn ngoan, chúng cài trang đủ kiểu, tra trộn vào dân, vào hàng ngũ của ta. Nhận diện chúng như thế nào đây? Phân biệt địch ta giữa sắc màu quần áo quân ta là vô cùng phức tạp. Đánh chúng thì chẳng sao, nhưng vô tình nhầm, anh em sẽ bị ân hận cả đời. Tôi trằn trọc, nghĩ tới nghĩ lui với những thứ vớ vẩn đó. Trời sáng lúc nào không biết. Đúng giờ Út Liên đến hầm gọi tôi và du dậy để đi. Út Liên không nói một lời nào, chỉ cắm cúi đi, trông nhỏ con mà đi nhanh ra phết. Tôi phải đề nghị đi chậm lại, cô bé mới giảm tốc độ. Con đường Út Liên dẫn chúng tôi đi đúng là ngoắt ngoéo, không một bóng người. Mấy ngôi làng xa xa có ánh đèn nhưng là chòi canh của dân vệ. Nơi ấy thỉnh thoảng lại có pháo sáng bùng lên và vài loạt đạn bắn vu vơ. Quả mìn Claymore. Chúng tôi phải vượt sông Thị Tính. Thủy triều về sáng bắt đầu rút, nước rất lạnh. Gần bờ bùn ngập tới háng. Út Liên dẫn chúng tôi vào một trạm dừng chân gần bờ sông. Ở đây có một cây gầu múc nước và một cái giếng nhỏ. Chúng tôi múc nước gợt bùn, thay đồ khô. Đợi Út Liên thay đồ xong, chúng tôi lại đi tiếp. Chúng tôi đến địa phận xã Long Nguyên thì đồng hồ của Út Liên chỉ 6 giờ. Trời mây nhiều nhưng không mưa. Ánh nắng buổi sáng chưa gắt nhưng đã làm hơi chói mắt. Đến một vạt rừng lúp xúp. Theo kinh nghiệm trước khi vào rừng cây, tôi đề nghị dừng lại nghỉ một lát để quan sát. Út Liên đồng ý. Cô bé chỉ cho chúng tôi biết có một căn cứ núp dưới rừng cây ở phía trước, cũng phải 300-400m. Tôi định vào xem sao thì Út cản lại và nói ở đó có mấy kiến thương, không nên vào. Thì ra đó là một trạm xá, không nên vào cũng phải. Tôi và Du mặc áo cỏ ngồi dưới lùm cây lúp xúp. Út Liên khoác tấm dù cũng ngồi dưới lùm cây nhỏ. Chúng tôi ngồi im, không ai nói chuyện với ai. Bỗng Du đạp chân ra hiệu. Thì ra anh chàng phát hiện phía căn cứ trạm xá có hai người mặc quần áo bộ đội đi ra. Họ khoác súng AK báng gỗ và trên vai vác cái sẻng. Vì khoảng cách nhìn thấy hai người lính đó khá xa, người bé tí nên chúng tôi chỉ nhìn thấy hai người lính đi về phía rừng già và mất hút trong đó. Không có gì khả nghi nên chúng tôi tiếp tục hành trình. Về đến binh trạm chính do anh Dương là trạm trưởng thì trời tối. Binh trạm này có 5 cán bộ chiến sĩ, 3 nữ, 2 nam, 2 hầm. Tôi không tiện hỏi tên các giao điền nên trong lúc ăn cơm chúng tôi chỉ trao đổi thông tin. Tôi hỏi anh Dương, căn cứ được đặt làm trạm xá mà chúng em đi qua hiện có bao nhiêu người hả anh? Anh Dương bằng cái giọng nửa bắc nửa nam đáp, còn ai nữa đâu, trạm xá chuyển đi từ tháng trước. Tôi ngạc nhiên hỏi lại, vậy ở đó còn ai không anh? Anh Dương xua tay, không. Tôi nói, hồi sáng khoảng hơn 8-9 giờ qua đó, em thấy vẫn có người ở. Anh Dương tròn xòe mắt đáp, làm gì có. Tôi hỏi lại, có chắc không anh?
Anh Dương quả quyết: "Chắc vậy là có chuyện rồi." Tôi nói và kể lại cho anh Dương những gì anh em tôi nhìn thấy. Anh Dương lắng nghe, chợt như hiểu ra điều gì đó. Là một giao liên dày dặn kinh nghiệm, anh Dương hiểu rõ những điều tôi nói. Anh cau mày rồi nói: "Đáng ngờ lắm đó ba. May là các em không vào cứ đó, nếu không, không biết chuyện gì sẽ xảy ra." Ăn cơm xong, anh Dương cùng chúng tôi, cả Du và Út Liên, xếp lại các chi tiết sự việc mà chúng tôi bắt gặp tại cứ trạm xá. Cuối cùng anh Dương đưa ra kết luận: "Phải kiểm tra động tĩnh ở đó." Hôm sau, buổi sáng chúng tôi làm công tác chuẩn bị, buổi chiều tranh thủ ngả lưng thư giãn, thực ra là đợi đến giờ tốt để xuất hành. Tối đến khoảng 8 giờ, tôi và Du cùng Út Liên trở lại khu vực có căn cứ trạm xá. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong tập 12 hồi ký Cuốn theo cuộc chiến của tác giả Vũ Quang Đồng qua giọng đọc Hoàng Quân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.